mẹ tao gọi mày lúc 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 chào mẹ. Con ở thư viện mẹ. Thế à? Mẹ yên tâm, con sẽ làm mẹ tự hào. Nhưng mà thư viện không được nói chuyện mẹ. Để lúc mà con về nhà, con làm mẹ cho mẹ sau nhà. Gọi cho mẹ dọn được nhá. Ok, bye bye mẹ. Có điện thoại nữa kìa. Lần này là ông sếp cho gọi chúng mày. Tao tin là lần này chúng mình sẽ làm được mà. Vô. Vô. Dạ em chào sếp ạ. Chú đang làm gì đấy? Dạ em đang làm công việc mà sếp giao đấy ạ. Chú sẽ hoàn thành công việc đúng hạn chứ? Vâng, sếp yên tâm, em sẽ nộp cho hết sếp đúng hạn mà. Rồi, tốt lắm. Vâng ạ. Vâng, em chào sếp ạ. Ừ, ngồi đi. Em chào sếp ạ. Tiếp.